Hôm nay mình sẽ chơi xếp hình nhá. Đầu tiên mình sẽ để ba ở đây vào. Hôm nay bạn Linh Chi chơi trò xếp hình gì đấy? Mình sẽ xếp hình ra một hình gì mà mình thích. Linh Chi xếp hình cột cờ à? Con sao mà xếp hình ra cột cờ rồi? Con đang xếp hình gì vậy? Con đang xếp Linh Chi biết là con đang xếp hình gì không? Con xếp hình ngẫu nhiên à? Không ạ. Bên cạnh bạn Linh Chi có con gì vậy? Con gì trắng trắng đấy? Con giới thiệu cho các bạn đi. Đây là một con gấu Bobby ạ. Bobby à? Ừ, con gấu này màu gì vậy nhỉ? Màu trắng, còn ở sau nó là nó bóng màu xanh ạ. Thế bạn nói cho các bạn biết màu trắng tiếng Anh là gì? White. White. Thế bạn Linh Chi có biết màu xanh tiếng Anh là gì không? Blue. Thì tiếp tục xếp hình đi. Bạn Linh Chi tiếp tục xếp hình đi. Chà, lại rơi rồi. À, biết rồi, bạn Linh Chi xếp cái ghế cho gấu Bobby ngồi đúng không? Ừ. Bạn gấu chưa có ghế. Em sẽ xếp cái ghế này. Rồi. Cái ghế ăn bột à? Không không ạ. Cái ghế gì? Ôi, lại rơi rồi. Bobby ngồi đâu ấy? À, thấp thấp kia là ghế, còn chỗ cao cao đấy là cái bàn đúng không? Cái này là cái nhảy qua đây nhảy xuống. À, nhảy là cái bậc thang à? Ngồi được không? Ôi giỏi quá. Quay bóp đấy đúng rồi. Bạn Linh Chi phải xếp cái bàn nữa, xếp bằng vào. Đây cái này để tay cho Bobby bắn súng này. À. Bắn súng à? À có nghĩa là gấu Bobby ngồi chơi game đúng không? Vâng. Chơi game như ở Lan Chi Mắc đúng không? Bắn súng à? Nhưng mà nó không có mấy cái hình. Đây đây đây. Ờ đấy. Ai chà. Đó lại đổ. Đây. Ngồi. Ok. Xong chưa? Xong rồi à? Ok.
đấy là con sẽ xếp súng gì cho cậu Bobby bắn đấy? Đây là một cái súng nó màu xanh, còn đây là nó đạn. Ghế tựa đúng không? Rồi còn hai cái hình này nữa. Đây, còn một hình nữa. Đúng rồi. Cái đấy xếp ở cạnh ở trên bàn ấy, hoặc để dưới đấy. Đấy, để dưới đấy. Đúng rồi, đỡ rơi. Thế bây giờ bạn Chi chỉ cho bố cái miếng xếp hình kia màu gì. Đấy. Đấy. Cái này là màu trắng. Màu trắng tiếng Anh là gì? White. Còn màu hồng tiếng Anh là gì? Pink. Còn kia là màu gì? Đấy. Ở trên đấy, ở trước mặt đấy. Đấy là màu gì? Màu xanh. Màu xanh tiếng Anh là gì? Green. Rồi, còn màu xanh kia tiếng Anh là gì? Đúng rồi. Blue. Hết chưa? Bạn sợ Linh Chi xếp xong chưa? Chưa. Xếp nốt chỗ đấy vào nhá. Ok. Nào, bây giờ bạn Linh Chi chào các bạn đi. Chào to vào. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Bye bye.